Tiếp tục lại bão loa các bác này. Bên cửa hàng nhà em thì giá thành tốt, nên là ngày ngày, mỗi ngày đi rất nhiều linh kiện loa rời bát chép phân tần cho các khách buôn các bác nhé. Đấy, lẻ buôn ở cân tất các bác ạ. Những cái mẫu này thì bên em nhận dựng loa, rồi là bán rời các thứ, cái gì em cũng có các bác nhá. Đẩy, vang, mic, các thể loại thập cẩm, cứ điện cho em, cứ điện cho bên cửa hàng nhà em, cái gì em cân các bác nhá. Đấy, nay em sẽ báo giá cho các bác một cái số linh kiện loa này. Đấy, báo giá cho các bác luôn nhá. Đây em báo giá lẻ nhá. Các bác thợ nào mà nhập số lượng thì có thể là điện trực tiếp cho em nhá, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo cho em. Số lượng 2-3 đôi thì được giá tốt luôn các bác nhá. Đấy, bát 30NeoV này đi cho bác khách này. Bát 30NeoH khối của V Audio này. Con này giới thiệu rất nhiều rồi nhá. Côn 76, dòng này cho các bác chơi sự kiện đám cưới lời rất tốt nhá. Ao lắp array thì cực xịn luôn, dây điện bọc từ ngoài vào trong này. Gân vải 2 gân này, màng chống nước này. 2.150.000 một đôi các bác nhá, quá rẻ. Siêu rẻ luôn rồi này. Xương nhôm, xương BNC. Bát 30BM 12BM 400H, bản 400H này của nó là đây, công suất đây các bác nhá. 500W trở hàng 8 ohm. Xương nhôm, bản 400H của nó là từ 190 côn 76. Gân vải 2 gân, màng chống nước các này. 1.650.000 một đôi các bác nhá, bao ship. Đấy. Qua đây em có bát 30NeoHiwell 2 tầng côn 100, 12ndf100c1. Con này côn nhôm dẹt các bác nhá, dòng này giới thiệu rất nhiều rồi. 2 tầng côn 100 nhôm dẹt rất khỏe, bắt nào sự kiện các thứ chơi dòng này array rất tốt này, màng chống nước này. Dòng này em đang xỉ số lượng rất tốt, bắt nào mua liên hệ nhé. Bát 30NG 12W F335. Dòng này thì của nó là rất xịn này, con này từ 190 các bác nhá. Dòng 335 của NG chính hãng, từ 190 côn 76. Đấy, dòng 335 này con gân vải 2 gân. 335 này 2.650.000 một đôi các bác nhá. Ok chưa? Chuyển qua đây em có bát 40G BL. Dòng này bán rất nhiều bác, lắp loa kéo rất nhiều này. Chơi full 40 715 725 rất hay này. Full đôi 40 725 và full đơn 40 715. 226 BHL này, 600W trực hàng 8 ohm. Con này từ 190 con 76 các bác nhá. Bát 40G BL từ 190 con 76 bán quá nhiều rồi, mấy năm nay bán vẫn chạy. Màng đấy các ơi, gân vải 2 gân tầm giờ. 1.950.000 một đôi các bác nhá. Đấy. Chuyển qua đây là mẫu bát 50 giờ xếp quốc dân này. Bát này cho các bác làm súp này, em bán rất nhiều, dòng này rất rẻ các bác nhá. Dòng này là hàng vừa tiền cho các bác chơi. Con này từ 220 côn 100 các nhá, đít lồi nhựa xanh này. Đây. Mặt trước đây các bác ơi. Đấy. Dòng này màng chống nước này, màng xếp ly này. Con này em bán là 2.7 triệu một đôi các nhá, có bán lẻ một cái. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy, chuyển qua đây là em có mẫu trep 750 JBL. Con trep 750 này lắp hoa khế, lắp nhôm các nhá. Con này từ 170 côn 75 cho các bác lắp full đơn 40 rất hay này. Đấy. Dây bắt ốc nhá. 1.150.000 một đôi. Đấy, chuyển qua đây có mẫu trep 450 nắp cam này. Số lượng đang sẵn rất nhiều các nhá, nắp nhôm từ 120 côn 44 các bác nhá. 450 một đôi. Đấy, phân tần này, phân tần full đơn, một bát một chép 002. Có bóng đèn chống cháy nhá. Phân tần này tải tốt cho bát 30, bát 20, bát 25. 450 một đôi các bạn. Đây là em đi phân tần sự kiện này, phân tần hỏa tiễn cho các bác này. Luxury Spec Audio này, phân tần này cho ra 2 bát một chép các bác nhá. Dùng hỏa tiễn rất hay này, array rất hay này. 1.150.000 một đôi. Ở đây em có mẫu phân tần 3 way, Cost Server 3 way, một bát một chung một tép. Đấy. Phân tần này em bán là 850 một đôi các nhá, liên hệ em. Đấy, tất cả những cái này nhá. Ở đây thì em bày mỗi thứ ra một cái thôi. Đấy, các bác có thể chép phân tần, các bác mua một cái em cũng bán nhá. Còn anh em thợ lấy số lượng liên hệ. Còn bác nào mua theo đôi thì càng tốt nhá. Ok chứ bác, chiều ý các bác luôn đấy. Mọi chi tiết mua hàng thì trực tiếp cho em các bác nhá. Em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.